Đấy. Một bức tường bằng loa vừa được xây xong. Anh em ủng hộ em nhá. Đấy. Toàn đam thôi, loa Nhật. Loa bãi thương hiệu đến từ Nhật Bản đấy các bác nhá. Hàng này thì bao quá là phê luôn, đẹp long lanh. Giá mới của nó không hề rẻ các bác nhá. Rồi, con này là loa bãi, hình thức còn tương đối là đẹp. Đấy, quay cận cảnh cho anh em. Đấy. Đôi nào cũng vào đôi đấy rất là đẹp luôn. Đấy, phòng em đang vừa mới làm xây tường xong. Đấy. Phòng vừa mới xây tường xong, tường toàn bằng loa thôi. Đấy. Anh em nhìn rõ nhá, loa rất là đẹp luôn đấy, đẹp zin, quá xuất sắc cho những đôi loa đấy, đến từ đất nước Nhật Bản. Đấy các bác nhá. Còn khoảng 30 đôi. Hơn 30 đôi một chút thôi. Đấy, còn khoảng hơn 30 đôi. Đấy, lô này em về được 50 đôi. Nhưng mà bây giờ còn khoảng 30 đôi thôi. Đấy. 30, 32 đôi gì đấy. Anh em nào mà bốc số lượng thì cứ liên hệ trực tiếp nhá. Loa này thì cũng không cần phải giới thiệu nhiều. Google search ra đầy đủ nhá. Model của nó đây. Anh em cứ nhìn nhá. DDS860G. Đấy. Quá đẹp, quá xuất sắc. Đấy. Lâu lắm mới thấy một cái chiếc nó bị sần sần vải như này. Đấy, không ảnh hưởng gì cả. Đấy. Còn lại phần đa là đẹp, xuất sắc. Đây là em đang vừa sửa sang lại, vừa sửa sang lại để lấy cái chỗ để. Ở đằng sau này thì nó vẫn còn bừa bộn lắm, nên là em cũng không muốn quay. Đấy, còn cái lô loa đam này còn hơn 30 đôi. Anh em nào làm thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Rồi, cảm ơn các bác.